Gần đây thì có một câu chuyện là lương 8 triệu uống xe sủi mua ô tô. À. Thì không biết là với một À, nhưng với mà cục cái câu chuyện đó cái thật ra thì tôi không có, chỉ là biết nghe giống như đọc cái tiêu đề đó thôi. Thì vậy anh có biết thêm chi tiết nào không? thôi, thật ra Còn cá nhân tôi thì cũng chỉ đọc mỗi cái tiêu đề là tại vì ok. tôi thấy là cái này thực sự là À. cái này là quan điểm cá nhân nhé, nhưng mà Ừ. mình nghĩ là cái đấy là nghe có vẻ hơi hơi cực đoan quá so với cái gọi là gì, tức là cái sức chịu đựng của tôi. Ừ. Tôi không nghĩ là mọi người nên làm cái gì đấy quá cực đoan hoặc là đưa ra một cái giả định gì đấy mà nó tương đối là khó ấy. Thì với cái bản thân tôi thế nên tôi skip luôn, nhưng mà À, không biết ok. là trong trường hợp của Tuấn thì nghĩ thế nào khi mà nhìn thấy những cái headline kiểu như vậy. Cái đợt gần đây đúng không, mình sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái chia sẻ về tiền bạc này, Rồi. về tiết kiệm này, làm nào để mua nhà mua xe, Ừ. làm nào để giảm bớt chi tiêu và mua được nhà mua được xe vân vân. Và chúng ta thấy có một cái như kiểu một cái trend người ta nói chuyện về những chuyện đấy, Ừ. thì không biết là Tuấn nghĩ thế nào về cái này. À, thì đầu tiên mình nói hẹp trước rồi mình nói rộng ra ha. Hẹp thì là cái câu chuyện là 8 khoảng 8 triệu uống xe sủi mua ô tô đúng không? triệu. Thì thật ra cái câu hỏi đặt ra đó là anh ta sau khi mua ô tô thì còn tiền dư tiền không? Đúng, Bởi chính vì xác. nó là như vậy. Thì quay lại á, là lúc này tôi nói có những cái fact, có những cái sự thật mình không thể chối cãi. Thì đó là ví dụ mua ô tô á, là phải chấp nhận là nó khấu hao, là nó sẽ giảm giá. Đó là một cái sự thật. Nó như vậy, chắc trừ khi giống như là may mắn ở thời hiện tại đi nha, thì ô tô cũ có khi bán là bằng giá ô tô mới do bị khan hiếm nguyên vật liệu thiếu chip. Nhưng mà nhìn chung cái vòng đời của một chiếc ô tô là nó luôn luôn giảm. Ừ. Thì có nghĩa là cái phải quay lại là cái anh bạn khi anh mua ô tô, cái mục đích ngoài việc là chi tiêu kiếm tiền để chi tiêu mua ô tô, anh ta còn có cái mục đích nào khác không? Ví dụ như là anh ta còn phải dành dụm cho con cái để đi học hay không, hay là có bảo hiểm chưa, hay là có nhà hay không. Giả sử chẳng hạn như những cái khác anh ta đã có rồi, anh ta đã có ví dụ như là bảo hiểm cho cuộc sống rồi, để Rồi. khi mà có ốm đau bệnh tật thì có bảo hiểm trả. Rồi anh ta cũng đã có, Giả giả đầu sử tư chẳng vào bất hạn như động sản, những cũng cái có khác nằm anh ta tài đã có sản. như cổ phiếu, thì khi anh ta dư ra thì anh ta mua ô tô, thì đó là một điều ok, nó nghĩ là ổn, tại vì họ cũng đã có một lượng tài sản và phòng vệ về tài chính để họ bù đắp cho cái phần thua lỗ với tôi. Thì bây giờ anh ta mua ô tô để mà anh ta có một cuộc sống thoải mái như vậy, thoải mái gọi là tận hưởng cuộc sống. Ừ. Nhưng mà nếu mà anh ta chưa có hết những cái kia và anh ta tích cóp bao chịu đựng đau khổ bao nhiêu năm nay, nó uống say sủi để cuối cùng mua được chiếc ô tô, thì cái câu hỏi thì lúc này nó mới, cái vấn đề nó phát sinh đó là, thứ nhất là anh ta đã mất cái cơ hội đầu tư vào những cái tài sản tăng trưởng, dù như nhà đất hay vàng hay là crypto chứng khoán. Và cái vấn đề nữa là khi mua ô tô, nó ô tô là nó có cái chi phí nuôi xe chứ không phải không. Ừ. Thì anh ta cũng đã có thể chịu được cái chi phí đó chưa? Ví dụ như xăng giờ đến 30.000, lúc anh ta mua có thể nó 21-22.000 lít, nhưng bây giờ nó đã 30.000 rồi. Đó chưa tính phải bảo dưỡng bảo trì, tức là một cái, thật ra một cái chi phí nuôi một cái thứ gì đó nó cao hơn. Ờ. Tức là có thể như bây giờ mọi người đang hay nhìn vào mỗi một 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 điểm đúng không? Đúng Trong khi rồi. nó là cả một quá trình Ờ. và nó còn rất nhiều thứ rộng hơn cái câu chuyện đấy Chính xác. để chúng ta phải nhìn vào. Và ngoài ra muốn đánh giá là cái quyết định tài chính của anh, thật ra khi mà hỏi câu này chắc mọi người sẽ hỏi là cái quyết định mà 8 triệu, chỉ lương 8 triệu và nhìn anh nhiều và sống kham khổ để mua ô tô, vậy có phải là đúng án hay không á? Thì mình phải nhìn vào nguyên một cái danh mục mà anh ta đang có gì đã. À, chứ ví dụ bây giờ có gia đình em giàu cho em đi làm 8 triệu cho vui vậy thì ok hơn. Thế là hợp lý. Tôi Ừ. nghĩ thế, khả năng là nên mua cả nhà. Ừ, đúng Nhưng mua rồi. ô tô có vẻ hơi ít. Ừ. À, một câu hỏi của bạn, của một bạn. Thu nhập em 10 triệu, mỗi tháng tiêu trung bình 5 triệu, 5 triệu còn lại nên làm gì để được giàu sang ạ? Ok, thì thật Hoàn ra toàn mình giàu nghĩ câu sang. hỏi kiểu này nó khá phổ biến nha. Tức là khi mình tìm hiểu về vấn đề tài chính cá nhân đó, thì vấn đề đó là bạn muốn giàu trong bao lâu. Cái vấn đề đó là Ai cái cũng muốn khung, giàu, đúng đúng rồi, đúng cái đúng. khung thời gian. Đó là bạn muốn giàu vào năm sau hay là 10 năm chẳng hạn. Thì thật ra là câu hỏi này khá khó, bởi vì mình không biết được về cái hoàn cảnh gia đình cũng như là về về kỹ năng của bạn. Nhưng mà những cái lời khuyên chung đó là bây giờ bạn có 5 triệu thì tốt nhất mình vẫn nghĩ đó là bạn đã chi tiêu mỗi tháng chi tiêu 5 triệu và mỗi tháng thu nhập 10 triệu, sau đó bạn chi tiêu 5 triệu. Và nếu bạn đã nghĩ rằng cái mức này nó không thể thấp hơn được nữa, thì
thì coi như là gọi ổn về chi tiêu ổn. Còn 5 triệu còn lại có thể là bạn gửi, mình nghĩ cơ bản thôi, hiện giờ chỉ có thể là vừa ngoài gửi tiết kiệm và hoặc là đầu tư vào một chọn một quỹ đầu tư để an toàn. Và cái mà mình sẽ muốn dành thời gian nhiều hơn đó, đó là mình sẽ làm sao để tăng cái thu nhập đó của mình lên, tức là mình kiếm một công mình cải thiện kỹ năng làm ở một công ty khác và tăng thu nhập. Bởi vì mình đọc có một lần mình đọc đó, thì với những bạn mà mới ra trường á, cái này mình không biết còn đúng không nha, nhưng mình đọc lâu rồi có một người họ rút kinh nghiệm thôi. Với những bạn mới ra trường á, cái cách tốt nhất để mà có thể tăng thu nhập á, về ngắn hạn nha, đó là bạn trong lúc làm bạn học hỏi nhiều, làm thật tốt, tăng kỹ năng rồi bạn nhảy việc. Thật sự là vậy. Tức là trong trong 5 năm luôn á, là có thể nhảy việc, nhảy đây khoảng 2 công ty, 3 công ty, chứ cũng không đến mức là cứ 6 tháng là đổi một lần. Nhưng mà thường là nhảy việc như vậy, bạn thấy kỳ vọng là thu nhập nó sẽ tăng 30 tới 40%, bởi vì cái xuất phát điểm của bạn khá là thấp, cho nên cái ở cái room để tăng lương nó còn có. Nhưng mà đó là với điều kiện là bạn làm rất là tốt và bạn liên tục học hỏi kỹ năng, thì khi bạn qua công ty tốt hơn thì nhập bạn ấy, giống như là mình biết có những bạn về chuyên về marketing chẳng hạn, thì khi sau khi bạn làm vài năm ở Việt Nam và tăng thu nhập được tốt, thì bỗng nhiên bạn được một công ty công nghệ lớn ở nước ngoài hốt, thế là thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 lần. Lương ở Việt Nam đang 15 20 triệu thì bỗng nhiên nhảy lên 8 90 triệu. Đó, thì nó là một cái cú nhảy vọt như thế. Thì mình nghĩ thực sự mình không nói là cái này là dễ, nhưng mà để thì muốn kiếm thật nhiều tiền thì không có cái nào là dễ. Và cái cách để mà gọi là giàu sang mà cũng gọi là khá là nhanh thì là như thế. Còn nếu mà giàu sang mà lâu 20 30 năm thì chắc mình nghĩ thì bạn cứ tích lũy tăng lương từ từ, rồi sau đó đầu tư, đợi cái số tiền đầu tư mình tăng lên. Hoặc là khi lúc lập bạn lập gia đình thì có thể là có hai vợ chồng, thì việc bạn thêm kinh doanh buôn bán thì nó sẽ chậm hơn. Chưa chắc, tôi nghĩ ở kinh doanh buôn bán đôi khi nó lại nhanh hơn, nhưng Livestream mà bán hàng. livestream bán hàng đây, livestream bán sách. Ok. Thực ra tôi chắc chắn tôi nghĩ tôi không không biết là câu chuyện là 5 triệu thì có thể làm gì để được giàu sang đâu, nhưng mà tôi khá chắc là nếu mà dầm cầm 5 triệu để đi bắt đáy Luna thì khả năng cao là bạn sẽ bạn sẽ được giấc mơ giàu sang thôi. thực ra thì cũng khá khá thích cái quan điểm là ở đây là chúng ta nói về câu chuyện là quan trọng là bao lâu, quan trọng là bao lâu. Đôi khi bạn muốn với 5 triệu là giàu sang trong vòng một đêm chẳng hạn, thế Ok. thì cũng có rất nhiều cái hình thức để có thể giàu sang trong vòng một đêm, nhưng song song với chuyện giàu sang vòng một đêm đấy thì cái rủi ro của nó cũng cũng sẽ rất cao. Và bạn giàu được bao lâu nữa? Giàu được, à đúng Đó. rồi, giàu được bao lâu cũng là một câu khá hay. Sau đó thì chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ về câu chuyện dài hạn hơn thì nó lại có những cái con đường khác, và quan trọng là bạn thì phù hợp với cái gì. Và quan trọng ở đây là nếu như Husky muốn chia sẻ đây thì theo mình nghĩ là đến cuối cùng thì đầu tư vào chính bản thân để tăng cái khả năng, cái năng lực của bản thân để giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn có vẻ vẫn là một trong những cái cách đầu tư mà hiệu Bởi quả bởi nhất. vì thật sự là mình thấy cái trường hợp đó khá nhiều, từ ngành IT cho tới cái ngành khác. IT thì đầu tiên bạn cứ làm ở một số mình nói ở Việt Nam ha. Đầu tiên bạn làm ở một startup nào đó nhỏ nhỏ, nhưng mà kỹ năng bạn cứng và bắt đầu bạn vượt vô được công ty tech lớn như là VNG hay là Grab. À không, Grab thì không có đội IT Việt Nam như kiểu vậy. VNG hay là Shopee chẳng hạn, thì bỗng nhiên là cái lương của bạn đã tăng lên rồi. Rồi sau đó khi bạn làm như vậy tốt hơn nữa và bạn qua được một công ty lớn ở bên, thường công ty như Facebook chẳng hạn, bên Sing tuyển qua chẳng hạn, thì lúc đó lương lại nhảy vọt nữa. Bởi vì mình thấy con đường đó khá là nhiều. Và ngoài ra còn nếu mà một cách khác, đó là các bạn một số bạn thật ra mình cũng không ủng hộ cách này lắm, đó là khi các bạn đi làm, giả sử làm về thiết kế, mình có biết một số bạn về thiết kế nội thất, bạn đi làm á, đi làm xong đó cái tự nhiên bạn sẽ nhảy ra và lập công ty riêng. Bạn sẽ gọi là nó hơi gọi là chân trong chân ngoài, vừa làm cho công ty A nhưng mà đồng thời cũng lập một công ty riêng của mình, công ty B. Tại vì lúc đó kỹ năng của bạn cao rồi, bạn sẽ tự lập công ty quản lý, thì lúc đó là bạn vừa có thu nhập khi làm một công ty A nhưng đồng thời bạn cũng tự
lấy thầu về là công ty B, thì đó là của anh cũng cái kỹ năng cá nhân bạn phải tăng lên thì bạn mới tách ra về được để làm. Thì lúc đó là bỗng nhiên thu nhập nó khác, vì một thu nhập anh lương và một cái thu nhập là mình là chủ doanh nghiệp nó khác, nó cộng lên nó rất là cao. Nhưng mà cái tất nhiên là cái việc đó nó khiến cho việc kinh doanh nó hơi bị manh mún, nếu ai cũng cứ làm một hồi xong thấy ngon cái Đúng. nhảy ra làm riêng vậy thì nó khá là manh mún. Nhưng mà mình thấy có nhiều trường hợp như thế, thường là như vậy, cứ làm đến một lúc, một là làm thật tốt để vô một công ty lớn, hai là làm sau đó sẽ rơi tình huống là chân trong chân ngoài làm. Khá nhiều gọi là nhiều hình thức, mà tôi hy vọng là cái câu hỏi này nó không đến từ một bạn đang làm ở Spyroom, tại vì lời khuyên nhảy việc nghe không không không, không ok lắm. Mình có một câu hỏi tiếp theo của một bạn bạn Catfly. Xin chào các anh chị, hiện tại thu nhập của em được khoảng 5 đến 6 triệu thì nên chi tiêu như thế nào để có thể sống sót đến đợt nhận lương tiếp theo? Cái này nghe câu hỏi thực sự khó. Thật ra để câu hỏi này thì để tôi chia sẻ trước một tí câu chuyện cá nhân. Thật ra ngày xưa ấy, có một giai đoạn dài là làm Spyroom, tôi làm đây lương tôi lương 3 củ, lương 3 triệu vẫn sống tốt. Thật ra Phải có bố là mẹ bố mẹ vẫn phải gánh cho. Nói chung là mình cũng có những cái may mắn, đại khái là vì kiểu ok thì cái giống như Tuấn vừa nói ấy, là đôi khi mình phải nhìn rộng ra những cái thứ mình có, những cái assets, những cái tài sản mình có, những khi nó lớn hơn cái thu nhập đấy và mình vẫn đang được lợi rất nhiều từ những cái chuyện như vậy. Thì tôi nghĩ là gọi là sao nhỉ? Tôi khi mà tôi nói chuyện với nhiều người, tôi gặp gỡ nhiều người, tôi cảm giác như là có một cái cảm nhận ấy, là giống như kiểu bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì cái quan trọng nhất là cái thói quen và cái con người của bạn ấy. Tức đôi khi nếu bạn là một người tiết kiệm hoặc là bạn là một người tương đối là cẩn trọng trong chi tiêu ấy, thì bạn kiếm ít bạn vẫn tiết kiệm được. Còn khi mà bạn là một người ở chiều hướng ngược lại thì kể cả bạn có kiếm 50 triệu, 30 triệu, 100 triệu bạn vẫn bày hết. Đúng rồi, Thì nó do thói quen của mình. thực sự là tôi nghĩ là cái này nó thiên về cái vấn đề gọi là thói quen thôi. Tức là nếu mà bạn đang không thể sống sót đến đợt nhận lương tiếp theo thì rất có khả năng là hiện giờ cái thói quen của bạn nó đang quá cái sức chi trả của bạn và phải điều chỉnh cái đấy. Chứ thực ra để nói có một cách thức nào đấy hay một công thức nào đấy thì rất khó đúng không? Đúng rồi, bởi vì mình như nói là nó rất là phụ thuộc vào cái hoàn cảnh bạn sống ở thành phố nào hay nào. Ví dụ như quê Tuấn đi thì nó sống chẳng nói đâu xa, nói mình quê Tuấn là 5 triệu 6 triệu là sống khá là ổn, có nghĩa sống không dư dả nhưng mà cũng không gọi là thiếu thốn, tại vì cái mức sống nó thấp. Như nếu bạn sống ở Hà Nội hay Sài Gòn Sài thì thôi Gòn. rất là căng rồi, kiểu như thế. Và cái quan trọng là mình phải nghĩ nhiều hơn là sống sót, mà làm sao để là bứt phá mà tăng trưởng được, kiểu như thế. Thật ra cái câu trả lời này nó sẽ tôi nói rộng ý ra hơn ha, nó phù hợp cho những bạn mà hiểu giống như khi em lương thấp thì làm sao để mà sống giàu sang chẳng hạn. Thì tôi mới để ý là cái này mới nhớ khi mà nói chuyện với Việt Anh, đó là cái quan trọng là mình có với những mức ở mức thu nhập thấp á, cái mình phải có một cái chiến lược để tăng trưởng thu nhập, đó là đi tìm cơ hội. Có những người á, họ kiểu như năng lực họ rất là giỏi và họ lại quen biết rộng thì họ nhanh chóng họ kiếm được các cơ hội rất là tốt. Tuấn để ý như vậy, tức là những cái bạn thực sự nha, những cái bạn mà biết được biết biết kiểu như là tìm được công việc tốt đó, nó do tự nhiên bạn biết do một ai đó giới thiệu cho bạn và hướng dẫn cho bạn, hoặc là một cái người đang làm á, bỗng nhiên họ có một cái cơ hội làm ăn cho họ đến, giống như những người mà tách ra ngoài làm á, họ họ nghe đến một cơ hội làm ăn thì thường đó là do họ đi tìm cái cơ hội đó bằng cách là họ thực sự là họ họ xác định là họ sẽ muốn làm một cái gì, và sau đó họ đi tìm những cái người làm kiểu kết thân và gọi là mở rộng kết nối quan hệ với những cái người giỏi trong lĩnh vực đó, và với cái tâm thế là để học hỏi, mình học hỏi cũng như là tìm kiếm cơ hội. Thì thường khi mà mình đã mở rộng được mối quan hệ và mình học hỏi những người đó và kiểu như mình giúp ích, thì những người đó họ quý mến mình đó, họ cũng sẽ chia sẻ cho mình rất là nhiều. Bởi vì có một cái xu hướng đó là những cái người mà giỏi và thành đạt kiểu như là chủ doanh nghiệp hoặc công ty lớn rồi hoặc là quản lý lớn đó, họ rất là thích chia sẻ cơ hội. Tính để ý kiểu nhiều lúc mình đi ăn mình ngồi thôi nói chuyện với chú kia, chú bảo kiểu như là giờ chú đang kinh doanh thế này thế kia nè, kiểu đó cháu cần chuyển hàng vào Sài Gòn ấy, bây giờ cháu kiếm được một container cho chú cái chuyện vậy. Nghe nó chả tới đâu cả, nhưng mà chuyện đó rồi chia này chia kia đó, chú cần cho cháu biết ai chuyển hàng vào Sài Gòn không, đi một công này nọ.
bao trời, kiểu hồi đó mình đâu biết gì đâu là trời, thôi như thế. Nhưng mà kiểu như họ hay hay tức là mình cái chú đó thì mình đi chung cho một cái trip thôi, mình hay nói chuyện thì dần dần người ta quen, cái bắt đầu tự nhiên người ta hỏi, người ta chia sẻ người ta làm ăn cái gì rồi người ta muốn này nọ. Hoặc là mình hỏi chú giờ con muốn làm lĩnh vực này lĩnh vực kia thì sao, Dung giới thiệu chị cho. Giống như Tuấn về Việt Nam mà làm IT chẳng hạn, là có một anh ảnh mới nói cho mình biết là Việt Nam có những cái công ty cơ hội như thế nào. Hoặc là khi sau Tuấn đi làm một cái startup trả lương cũng khá là cao, thì biết là nhờ một người bạn chuyên đi tìm việc ở startup lương cao. Bạn bạn đi tìm xong bạn mới hỏi là anh Tuấn anh có muốn làm thử công ty này không, em thấy trả lương rất là tốt. Thế là mình chỉ cho mình chỉ như vậy. Tức là mình phải luôn luôn quen với đi tìm cơ hội và mở rộng mối quan hệ, biết những người biết rộng, biết những người đã có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ chia sẻ những cơ hội với mình. Tức là thay vì tóm lại là mình nên nghĩ rộng hơn câu chuyện là sống sót đến đợt nhận lương tiếp theo, thì Đúng mình rồi, nên nghĩ về đến một cái làm sao để lộ bứt trình phá lên. để vượt vượt lên, thay vì là cái tức là thăng thăng tiến và tăng trưởng về mức thu nhập lên, Đúng rồi. thay vì là mình chỉ nghĩ mỗi một câu chuyện là sống sót đến đợt nhận lương tiếp theo. Ok, đây chắc là một câu hỏi vui bạn thôi, nhưng mà đó là câu trả lời mà tôi nghĩ là nó cũng mang lại rất nhiều cái insight khá là thú vị. Có rất nhiều nguyên tắc quản lý tài chính, anh Husky có quản lý dựa trên nguyên tắc nào có sẵn hay của chính bản thân anh không? Thì thật ra thì những cái nguyên tắc đó mình cũng chia sẻ thì chắc là từ đầu buổi tới giờ rồi. Chắc là được rồi. Chính. Tức là nó không có một nguyên tắc của ai đấy có sẵn đâu, mà là cũng là nguyên tắc của tự bản thân cá nhân đâu sinh ra đúng không? Tức là cũng cũng nghĩ ra cho riêng mình phù hợp. Công cụ quản lý phân tích tài chính của anh là gì? À mình không 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 có. mình không thật ra khi nói về phân tích tài chính nó lại đâu có áp dụng cho chung cho cả tài chính cá nhân mà nó Cũng áp dụng đúng. cho đầu tư. Đúng, chính xác. Phân tích tài chính thì thường áp dụng cho đầu tư nhiều hơn. Thì thường là nếu vậy thì nói về đầu tư, mà đầu tư thì cũng mình sẽ luôn hiểu rằng mình sẽ đầu tiên đó, khi mà đầu tư mà cụ thể ở đây chắc mọi người sẽ nghĩ đến là chứng khoán hay crypto á, đúng không, hay chứng chỉ quỹ, thì mình phải có một cái thứ, những cái thứ mà mình phải chấp nhận. Thứ nhất đó là thị trường sẽ có lúc nó xuống Nó gãy như bây và giờ. đúng, nó sẽ luôn xuống, tức là sẽ luôn có, nếu mà nó chưa có tức là nó thà nó gãy sớm nó sẽ giảm nhẹ, mà nó kiểu giống như bị gọi là long overdue, đáng lẽ nó gãy mà nó không gãy mà nó cứ phình 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 lên đó, thì khi nó giật xuống nó còn đau hơn nữa. À, nó luôn là như nó là bong bóng, mà thà nó bong bóng nhỏ nó nổ nhỏ, bong bóng lớn thì nó nổ lớn thôi. Đó là một, và mình phải, nếu mà mình không chấp nhận điều đó được, điều đó tức là sẽ có lúc mình mất tiền đó, thì tốt nhất là không nên đầu tư. Có cái đó là mình thực sự là mình đọc được từ các quản lý quỹ và những cái người đầu tư luôn đó. Họ bảo là anh là đầu tư, nếu anh không chấp nhận mất tiền thì anh đừng đầu tư, kiểu Đúng. như vậy. Cái thứ hai đó, đó là anh không thể dự đoán được thị trường, đó là đừng có mong canh là bắt đáy hay sợ đu định, bởi vì không không thể dự đoán được. Về thật ra cái dự đoán của thị trường á, nó giống như là dự đoán về thời tiết khí hậu vậy. Tức là bạn không thể biết chính xác được là ngày mai hay ngày mốt có mưa hay không, tuần sau mưa hay không, nhưng mà chắc chắn bạn sẽ biết được là tháng 3 là sẽ lạnh và tháng 5, tháng 6 là sẽ nóng, nhưng mà nóng bao nhiêu độ của từng ngày thì bạn không biết được. Thì cái thị trường nó cũng như thế, và các dự đoán nó được đưa ra, nó sẽ luôn đưa ra theo một mức rất là vĩ mô, và người ta đó nó kiểu như người ta hay gọi là phân tích cơ bản hay gì đó. Giống như một quốc gia tốt và có nền kinh tế tăng trưởng tốt và đa số doanh nghiệp là khỏe mạnh và healthy thì kiểu gì rồi nó cũng sẽ Thị tăng. trường cũng sẽ tăng. Chỉ là tôi không thể đoán chính xác được là tháng nào cả, ai đó mà nói là tháng nào thì giống như là rất là chém gió rồi, kiểu như thế. Mình phải hiểu như vậy. Và cái thứ ba đó là bạn tất nhiên gọi là có gọi là liều ăn nhiều chẳng hạn. Lại quay trở lại liều Liều ăn ăn nhiều nhiều. đúng không, nhưng mà cái liều ăn nhiều ở đây đó, nó cái mức độ đầu tư nó ở mức vừa phải, tức là đôi lúc bạn muốn có thu nhập tăng vượt bậc thì phải đầu tư một cách hơi liều lĩnh, thì đã gọi liều lĩnh. Sau này tôi mới biết nhật để chia sẻ một chút về cái này, thì mình đi nước ngoài và mình nói chuyện với các bạn làm tài chính mình mới hiểu được. Đó là lúc đó các bạn là mình qua bên Sing, mình thăm lại bạn bè rồi có bạn làm tài chính, thì bạn mới nói là ở đây á, tiết kiệm một năm á, chắc được có 0.8 0.9% một năm. Và nếu mà đi đầu tư á,
đi đầu tư ha, nếu mà mình chỉ cần mình nói là mình mua trái phiếu mà là trái phiếu chính phủ á, thì là đã được đánh giá là rủi ro mức độ trung bình, trong khi ở Việt Nam là hoàn toàn thấp nha. Bởi vì trái phiếu chính phủ của Sing á là mức sinh lời chỉ có 2% một năm thôi, và nó gọi là rủi ro mức độ trung bình. Trái phiếu doanh nghiệp mức độ sinh lời 3 đến 4% một năm á, nó gọi là rủi ro mức độ cao. Và trái Việt phiếu Nam mà là tiết kiệm trên ra 5% á, trên5%. 5% thì nó sẽ gọi là junk bond, là trái phiếu rác luôn á, là Trang rất, Paul. rất là rủi ro, là very high kiểu như. Và còn đánh chứng khoán là thôi rồi, cũng là đã gọi là stock trading á, thì cũng là high rồi. Cho nên người ta chỉ cần nhắm lời được 8% một năm là cũng là chấp nhận rủi ro cao. Có nghĩa là hóa ra tôi mới nghĩ là ồ, từ nhỏ đến lớn mình đã sinh ra đất nước gọi là rủi ro rất là cao rồi. Tức là những cái thứ mình làm nó luôn là liều luôn á. Bởi vì ở nước ngoài nha, khi nó nhìn vào chứng khoán Việt Nam á, những cái quốc gia như vậy, hình dung đi là nó quá ổn định. Nó ổn định tới mức mà dân nó vay tiền để đi mua nhà, lãi suất là 1% một năm. Vay tiền đi mua nhà nó thấp đến mức vậy, nó có 1.1% một năm, 1.25. Nếu bạn là thu nhập cao như là kỹ bác sĩ hay luật sư á, lãi suất còn có 0.9% một năm. Nó thấp đến mức như vậy, tức là nó quá an toàn đi. Thì cái khái niệm, thì khi người ta nhìn vào một đất nước Việt Nam và với một cái gì gửi tiết kiệm ngân hàng là 6.5% một năm, trái phiếu là 9% một năm, và rồi đánh chứng khoán là kỳ vọng 15% năm qua, kiểu nó cực kỳ rủi ro luôn, và mình không hề hay biết được đó. Tức là vì mình sinh ra lớn lên ở Việt Nam á, mình chỉ chơi như vậy, chỉ biết vậy thôi, mình chưa bao giờ mình hình dung được nó, mà họ nhìn như thế thế mà ồ, vậy mà dân mình còn đánh crypto nữa. Tức là nó liều đến cái mức nào luôn á, chứ nó phải nói là vô cùng liều kiểu như thế. Tức là mình thì chia sẻ vậy để nói chung là các bạn nói như vậy để các bạn mới hình dung được là cái thị trường tài chính mà bạn đang tham gia, cái mức độ rủi ro nó cao như thế nào, và bạn phải luôn có những cái biện pháp gọi là phòng hộ. Phòng hộ đây như là tôi nghĩ như là để tiền quỹ đầu tư cũng là một cách giảm thiểu rồi, như là các quỹ đầu tư của VinaCapital hay VNDirect, hoặc là mua ETF, là nó đã mặc dù mức sinh lời được kỳ vọng 14 15% năm Thì nhưng vẫn mà siêu cao vẫn mà. rất là cao, nhưng 45%. mà vẫn an toàn hơn nhiều, chứ đừng kỳ vọng là đánh chứng khoán và lời 40 50% năm là rất là khủng khiếp. Kiểu như tại vậy có người đánh còn tính bằng lần Mình gọi là X. ít ít Bây giờ mấy là nữa. X2, X3. Thì đó, cho Thật nên bây kinh giờ khi khủng. thị trường nó dập xuống một cái là mới thấy tan nát như thế nào, kiểu Thật như sự vậy. mình còn có trò gọi là future margin Thì thật ra cái đó là bên Mỹ thôi, đánh. từ bên Mỹ nó đẻ ra. Nhưng mà tức là ý là mình sử dụng đòn bẩy khá nhiều Đúng rồi. ấy. Đặc biệt là trong thị trường crypto, Nhờ. chúng ta sẽ thỉnh thoảng lại thấy những quả cháy cháy margin. Ok, các kênh đầu tư tiết kiệm anh đánh giá cao hiện tại. Nếu mà kênh đầu nếu là kênh gọi là kênh tiết kiệm thì chỉ có ngân hàng, chứ Tiết còn kiệm chắc là nên chỉ có ngân hàng, chính xác là ngân hàng. ngân hàng thôi. Còn đầu Còn tư. mình nghĩ đầu tư để vừa phải an toàn thì các bạn có thể đầu tư là, thật ra thì nếu mình nói hay là, đó là nếu mà bạn có gọi là dư giả tiền đó, gọi là mấy trăm triệu á, thì bạn có thể thử trải nghiệm mua trái phiếu, Trái phiếu nhưng à? mà Trái trái phiếu phiếu. của công ty lớn, tập đoàn lớn Chứ kiểu không phải uy trái phiếu tín. chính phủ. Trái phiếu đây, trái phiếu chính phủ như không bán Ở cho Việt nhà đầu Nam tư lẻ thì tẻ, ok. mà bán cho các tập đoàn tài chính. Còn trái phiếu của doanh nghiệp thì lớn, thì Trái thường mua phiếu của ở kiểu của Vingroup rồi của các ngân hàng nó tự phát hành, thì Vingroup hả? nó lãi suất cũng khá là tốt, 8%, 8 chấm mấy, và nó cũng tất nhiên rủi ro có nhưng mà nó vẫn ở mức ok hơn. Ok. Còn không thì mình vẫn như là trong bài viết mình đã nói, thì là mình có thể đi đầu tư ETF, các quỹ ETF của VN100, VN50 rồi VN30. Thì giống như thật sự mình chia sẻ, mình mua ETF lần đầu là cũng vào năm ngoái, thì thị trường giật đến bây giờ, thì cái đợt đầu mình mua nha, tất nhiên mình có mua các đợt sau nữa, nhưng cái đợt đầu mình mua thì vẫn đang lời, có nghĩa thị trường đã giảm rất là dữ dội vậy nhưng vẫn đang lời, mặc dù lời ít, Tại lời vì thực ra ETF thì nó thật ra nó là boring, nó rất là boring, nó nhưng mà thực không ra đôi khi cái quan điểm về đầu tư của tôi cũng thế thôi, tức là hãy có. chọn cách gì bạn đỡ phải nghĩ nhiều nhất đấy. Tức Đúng rồi. là đôi khi cái việc mà làm phức tạp hóa chuyện đầu tư và nghĩ nhiều hơn lại khiến mình mất nhiều tiền hơn. Đúng rồi. Thật ra cái về đầu tư á, đó là cái quy tắc, đó là bạn càng nó càng đơn giản, bạn càng dễ quản lý á, thì nó càng tốt.
Bởi vì nếu khi nó trở nên phức tạp á, nó gọi là nó spiral out of control á, bạn sẽ không thể nào kiểm soát được cái tiền nữa. Tự nhiên lúc đó nó nhảy tùm lum. Giống như vừa rồi mình đọc một cái câu chuyện về cái chị trong group Luna đó, chị kể gì? Đầu tư các coin này coin kia mất tiền, sau đó là giống như đầu tư coin A B C mất tiền thì nhảy qua coin D, coin D giảm thì cuối cùng nhảy vào Luna, giờ Luna nó tụt xuống phá là chết luôn. Kiểu là chị cố gắng phân tích và rất là dữ dội và liên tục là chuyển hóa danh mục, nhảy từ cái này qua cái kia, rồi dùng đòn bẩy đủ các kỹ thuật phức tạp, cuối cùng không kiểm soát được, nó giảm Đúng. và mất hết. Thì đúng rồi, mình chỉ để gọi là an toàn thì đầu tư vào những thứ nó đơn giản thôi, nó nên là đơn Đúng. giản chứ không là áp dụng đòn bẩy rồi đủ thứ và phối hợp này nọ kỹ thuật xong đánh là Thật ra những cái kỹ thuật đấy nó sẽ phù hợp khi bạn có rất nhiều tiền ấy. Quan điểm của tôi là thế. Giống kiểu bạn là quỹ và sang đang đang phải gọi là quản lý một một lượng tiền cực kỳ lớn của rất nhiều người thì rõ ràng bạn phải rất cẩn trọng đúng không? Ví dụ làm cái gì thì cũng cũng phải tính toán phân tích kỹ càng, thậm chí là phải hedging các thứ này nọ cẩn thận. đúng rồi, Nhưng mà thực sự mà để làm tốt cái điều đấy thì thực sự là cần cả một rất bộ nhiều thời máy, gian nữa, cần cần một bộ máy và cần rất nhiều lý thuyết, rất nhiều cái tính toán chứ không thể kiểu cả một cái đội luôn. Thôi đúng là không? Đúng khi không? mà người ta gọi là phân tích kỹ thuật, người ta đánh á, là người ta đánh nguyên bằng cả một đội người ta đánh, Đúng. nó phải là cá nhân. Còn cá nhân mình không thể nào đến mức đó. Với lại cái vấn đề khi mà đầu tư á, đó là người ta đầu tư lâu dài thì mới ăn chắc mặt bền, mà đợi đầu tư lâu dài lại là 10, 15 năm, 20 năm, thì bạn có chắc là suốt 10, 15 năm, 20 năm đó lúc nào bạn đánh bạn cũng thể dùng hết các phân tích kỹ thuật để đánh được không? Tất nhiên là Đúng, không, chịu. bởi vì mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống phải lo, còn có gia đình, rồi sau này có con cái, rồi ví dụ mình bệnh tật ốm đau. Bởi vì cái lỗi mà khiến cho người ta mất tiền đó, thật ra đa số là human error, là từ chính mình nè. Ví dụ mình đang đánh rất là ngon lành, tự nhiên hôm đó mình không tỉnh táo, có Chính thể là xác. mình nhậu xỉn hay là mình buồn ngủ quá mà bốc sai lệnh đi, thế là đi toang. Bởi mà cái đó nó xảy ra rất là thường xuyên, mình nghĩ rằng à thằng khác bị vậy tại nó ngu thôi chứ tao không bị đâu, đến lúc tao bị kiểu gì đi ai cũng sẽ bị thôi. Kiểu bảo trời tại sao lúc đó mình lại lao vô bắt đáy rồi, trời tại sao lúc đó mình lại bán vội như thế nó còn tăng nữa, kiểu như vậy. Ai cũng cũng cứ càng take a lot of actions thì cái chance of making errors nó sẽ càng tăng. Càng bạn càng Thì mình càng càng làm ít thì khả năng lỗi nó càng ít. Nó thì vậy tính ra là hơi lazy, hơi hơi lười. Nhưng mà đầu tư như cũng vậy cũng đó, đúng nó bị thôi. một cái là nó chán. Và khi mà người ta đã bị nghiện đầu tư, người ta không có thích. Người ta một lần Đúng. đánh là như người ta là chơi chơi thuốc vậy đó. Nó phải phê, nó phải đánh thật đã lên, giật ăn con này ít 2 ít 3 nó mới sướng, kiểu như thế. Thì đến lúc xuống thì nó cũng đau hơn. Không, tức là nó giống như kiểu hôm trước anh em có nói chuyện đấy. Tức là bây giờ như mọi người còn coi đầu tư là một hình thức giải trí mà. Mình cũng chuẩn bị kết thúc buổi live đây vì nó cũng tương đối dài rồi. Ok. Thì tôi quay lại một cái câu hỏi cuối cùng, một cái thắc mắc từ đầu đấy là câu chuyện liều ăn nhiều. À. Thế với tại sao lại lựa chọn của Husky ở đây lại là liều ăn nhiều chứ không phải là chắc chắn? À, lựa chọn tại vì cái Đây sẽ là câu hỏi kết thúc nha, hãy à kết thúc thật là hay. thật đó là bởi vì cái thì như mình nói cái đó là đôi lúc mình phải tạo ra cái sự gọi là bứt phá trong cuộc sống. Mà bứt phá thì nó mình nhìn mình nói hơi toán chút, nó gọi là exponential growth, Exponential, yeah, tức đúng là rồi. một cái quantum leap đó. Tức là Đúng đôi đúng. lúc để tăng thu nhập đúng không, thực sự Đúng. để tăng thu nhập mình tăng có một cách là từ từ, mình như một cái người thợ xây build up từ từ lên. Một cách khác đó là mình Không, người làm thợ xây như thầy Lộc Phụ Hồ thì cũng cũng ok, exponential. nhưng mà cái kiểu đó là mình đặt cược vào một thứ nào đó và mình mới và bỗng nhiên nó thành công và mình vươn lên được. Thì chẳng hạn như cũng cái này thật ra cũng khó chia sẻ bởi vì nó liên quan tới những cái việc như kinh doanh cá nhân này nọ nhiều hơn. Nhưng mà trong cái khi mình làm chung với bạn mình và bắt đầu phải dấn thân vào doanh nghiệp và đưa ra những cái quyết định, thì những cái có những cái quyết định nó rất là rủi ro, nhưng mà mình thấy rằng là à mình phải đưa ra, khi mình đưa quyết định đó mình chấp nhận vậy á, thì có thể là 1 2 năm sau bỗng nhiên nó mình sẽ có một cái cú nhảy vọt và mình vươn lên được. Còn nếu không thì doanh nghiệp mình, công ty của mình mãi mãi chỉ nó về về tài chính, về tăng trưởng nó chỉ mức bình bình thôi, nó chỉ một công cửa hàng nhỏ vui vẻ, mọi người làm ăn vui vẻ với nhau, kiểu như thế. Thì cho nên mình nhận ra đó là cái đó đôi lúc mình phải chọn. Thật ra thì mình chọn liều ăn nhiều, nhưng mà
không phải lúc nào mình cũng liều anh nhiều. Nên chia đúng không? Chia, đúng rồi. Chia. Vài năm mới có một cái cú liều như thế, chứ không phải là cứ tháng nào cũng liều rồi năm nào cũng liều chắc chết doanh nghiệp chết kiểu như thế. Ok.